tình bạn trai khóa tư thì em cảm thấy không kiểu không có những cái gian dối như ở bên ngoài. Và mỗi lần em khóc em thì bạn ấy luôn quan tâm và động viên em rất nhiều ạ. Và ngày đầu tiên em đến thì em còn đi nhầm lớp. Khi mà vào lớp Trang Nguyên thì người đầu tiên lên nói chuyện cùng đó là bạn Hạnh. Mình gặp bạn Lê Gia Phong này thì mình đã thấy một chút quen quen nhưng mà không biết là gặp nhau khi nào. Em thân với bạn vì bạn mình khá là hiền lương, còn bạn Tú thì bạn ấy là rất là tình cảm. Hôm đấy bạn này bạn ấy làm cạnh em, xong rồi em thấy bạn ít nói quá thì em mới dẫn bạn đó theo. Đợt thi dân vũ vừa rồi xong em có một chút xúc động, xong rồi bạn ra bạn dỗ em để mà nói hết được tình cảm em dành cho tất cả mọi người ở đây, cũng như là hai bạn này thì cũng không thể nào mà nói hết được bằng một từ. Bây giờ thì qua 7 ngày thì em thấy được rằng là một tuần tour nhà lớn Ba Vàng thực sự rất ý nghĩa, không có một từ nào có thể miêu tả được cái cảm xúc của em bây giờ. Và rất tiếc là chỉ còn một đêm nữa thôi là mỗi người một nơi. Nhưng mà mình chúc cho tất cả mọi người là sau này thì có ra sao mọi người luôn thành công, mạnh khỏe và hạnh phúc. Có rất nhiều kỷ niệm với nhau, mặc dù khoảng ngắn ngủi mà tớ cảm giác là không thể nào quên kỷ niệm đấy in sâu trong mai ký ức cả. Em mong là sẽ được mọi người vào quán lúc sau ạ. Và cảm ơn tất cả các bạn đã cho mình những cái kỷ niệm đẹp nhất trong lần đầu tiên tham gia khóa tu này ạ. Ngày sau đó thì mình trở nên thân thiết rất nhiều lần và hầu như là bám lấy nhau rồi cũng